Phòng không Nga chặn UAV tấn công Moscow. Nga tuyên bố hệ thống tác chiến điện tử đã ép UAV Ukraine lao xuống đất ở ngoài ô thủ đô Moscow, không có thiệt hại dưới mặt đất. Vụ tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào thủ đô Moscow do chính quyền Ukraine tiến hành đã bị ngăn chặn. Hệ thống tác chiến điện tử đã vô hiệu hóa một phi cơ lúc 4 giờ ngày 20 tháng 8 khi nó mất điều khiển và lao xuống khu vực hoang vắng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói rằng phi cơ tiếp cận thủ đô của Nga từ hướng Nam và bị chặn trên vùng trời của Stupinsky thuộc tỉnh Moscow. Không có thiệt hại về người và hạ tầng trong vụ việc này. Giới chức tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, cùng ngày thông báo một UAV Ukraine đã lao xuống ga tàu và gây nổ khiến 5 người bị thương nhẹ do mảnh kính. Các lực lượng khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Chúng tôi đang xác minh chi tiết về sự việc. Tỉnh trưởng Kursk Roman Stavroid cho biết, các thành phố và thị trấn của Nga gần đây ghi nhận nhiều vụ tập kích UAV trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Ukraine kéo dài. Điện Kremlin ngày 1 tháng 8 nhận định chiến dịch phản công thất bại khiến Ukraine tuyệt vọng và thực hiện các vụ tấn công khủng bố vào dân thường và công trình xã hội của Nga. Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, từng đăng trên mạng xã hội X rằng Moscow đang phải nhanh chóng làm quen với một cuộc chiến toàn diện. Ông Podolyak cũng cho rằng Nga sẽ phải hứng chịu thêm nhiều cuộc tập kích bằng UAV. Bài học NATO rút ra từ chiến trường Ukraine. Xung đột Ukraine mang tới nhiều bài học kinh nghiệm, đặc biệt trong tác chiến phòng không, để NATO áp dụng vào các cuộc chiến trong tương lai. Phát biểu tại một hội thảo ở Mỹ hôm 18 tháng 8, tướng James Hacker, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu và Bộ Chỉ huy không quân đồng minh của NATO cho biết, Mỹ và các đồng minh đã thu được nhiều bài học quý giá từ xung đột tại Ukraine để áp dụng vào các cuộc chiến tại châu Âu trong tương lai. Bài học chính ở đây là Mỹ và NATO phải tìm ra phương pháp để đánh bại các hệ thống phòng không mạnh của đối phương. Tướng Hacker nói, Nga sở hữu nhiều hệ thống phòng không hiện đại như Buk M3, Pansy, S-300, S-400 và Thor M1. Những loại vũ khí đã gây ra nhiều thiệt hại cho không quân Ukraine trong giai đoạn đầu của chiến sự. Theo số liệu do quân đội Anh công bố hồi tháng 7, Kiev đã mất tổng cộng 66 máy bay và 31 trực thăng kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine cũng sở hữu lượng lớn hệ thống phòng không, trong đó bao gồm các vũ khí được sản xuất từ thời Liên Xô, cũng như các hệ thống phòng không tối tân do phương Tây cung cấp, như Patriot, Ariete, NASAMS. Theo ông Hacker, việc cả Ukraine và Nga đều sở hữu nhiều vũ khí phòng không hiện đại là nguyên nhân khiến cho không bên nào chiếm được ưu thế trên không để tiêm kích có thể tự do hoạt động. Mục tiêu số 1 của NATO đối với chiến trường trên không là tìm phương pháp chống lại chiến thuật chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực A2AD. Chúng tôi đang huy động các đồng minh để cùng làm việc này, ông Hacker nói. Theo các quan chức NATO, sau khi hứng chịu thiệt hại lớn về không quân ở giai đoạn đầu chiến sự, Nga đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang dùng UAV cảm tử cũng như tên lửa tầm xa để công kích các mục tiêu của Ukraine thay vì chỉ sử dụng chiến đấu cơ và trực thăng. Tên lửa siêu vật âm Kinza được phóng từ tiêm kích MiG-31 hoán cải là một trong các loại vũ khí gây tổn thất nặng cho Ukraine trong thời gian qua. Thiệt hại của Ukraine từ các cuộc không kích của Nga là lý do Mỹ và NATO cần sở hữu một hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không tích hợp tốt. Tướng Hacker nhận định, NATO gần đây có những động thái nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Chính phủ Mỹ ngày 17 tháng 8 đã bật đèn xanh cho Israel bán tổ hợp phòng không Euro-3 cho Đức theo bản hợp đồng trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ. Euro-3 là loại vũ khí do Mỹ và Israel cùng chế tạo và các thương vụ bán vũ khí do Mỹ phát triển cần phải được sự chấp thuận của Washington. Ông Hacker cho rằng thương vụ trên sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực chống tên lửa đạn đạo của NATO ở Tây Âu. Tháng 12 năm ngoái, 17 quốc gia trong khu vực cũng đã tham gia sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức dẫn đầu. Trong đó, các nước cam kết sẽ mua những tổ hợp phòng không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung. Theo ông Hacker, một trong các lý do giúp không quân Ukraine có thể trụ vững trên chiến trường là nhờ áp dụng chiến lược triển khai tác chiến linh hoạt ACE. Chiến thuật này bao gồm việc phân tán máy bay và khí tài ở nhiều căn cứ khác nhau, cho phép không quân Ukraine có thể triển khai lực lượng một cách nhanh chóng ở nhiều khu vực, cũng như hạn chế được thiệt hại trong trường hợp bị tập kích. Ông Hacker cho rằng, thành công của Ukraine cho thấy Mỹ và NATO cần phải thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng chiến lược ACE. Chiến lược này được Mỹ và NATO triển khai tại châu Âu, tuy nhiên ở mức độ thấp hơn so với Ukraine. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng mình có thể thực hiện chiến lược ACE hiệu quả như Kiev, tướng Hacker nói. Điều chúng ta phải làm bây giờ là phân tán lực lượng tới nhiều sân bay khác nhau. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ và đồng minh NATO
từng vận hành nhiều căn cứ quân sự tại châu Âu, nhưng con số này đã sụt giảm mạnh sau khi Liên Xô tan rã. Ông Hecker cho rằng để áp dụng hiệu quả chiến lược ACE, NATO cần xây dựng thêm căn cứ quân sự phân tán ở nhiều khu vực. Chúng ta sẽ cần khoảng 20 đến 25 căn cứ được đặt tại các địa điểm chiến lược ở châu Âu, ông nói. Tướng NATO còn nhận định Mỹ và đồng minh phải nâng cao năng lực liên lạc để có thể áp dụng tốt chiến lược ACE, cũng như đảm bảo việc truyền tin và điều phối tác chiến vẫn có thể diễn ra thông suốt trong trường hợp bị tấn công mạng. Ukraine nói về việc xin gia nhập EU, ga tàu ở vùng biên Nga bị UAV tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu EU trong năm nay. Trong một thông điệp đăng tải trên Twitter hôm 19 tháng 8 sau chuyến công du Thụy Điển, ông Zelensky cho biết thêm Kiev đang nhận được sự hậu thuẫn của Stockholm đối với mong muốn trở thành thành viên EU. Theo báo Guardian, năm ngoái EU đã cấp cho Ukraine tư cách ứng viên chính thức gia nhập liên minh, một động thái mang tính biểu tượng cho sự ủng hộ dành cho Kiev giữa xung đột với Nga. Tuy nhiên, quốc gia Đông Âu này vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định trước khi được kết nạp vào khối. Ga tàu ở miền Trung Nga bị UAV tấn công. Roman Starovoy, thống đốc vùng biên giới Kursk của Nga cho biết ít nhất 5 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào thành phố Kursk sáng sớm 20 tháng 8. UAV tập kích ở Kursk, các thông tin sơ bộ, UAV đâm vào mái của tòa nhà ga đường sắt, làm bùng phát một đám cháy sau đó. 5 người bị thương nhẹ vì các mảnh vỡ, thủy tinh. Ông Starovoy viết trên kênh Telegram. Đài RT dẫn lời các quan chức này nói thêm, các lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Theo một số video chưa được xác thực đang lan truyền trên mạng, sự cố này dường như gây ra các tổn hại nhỏ đối với phần mái và mặt tiền của nhà ga. Các nhân chứng kể đã nghe thấy tiếng động cơ UAV trong khu vực trước vụ nổ. Cùng khoảng thời gian trên, hai trong số các sân bay quốc tế của thủ đô Moscow là Vnukovo và Domodedovo đã tạm ngừng tất cả các chuyến bay trong thời gian ngắn, song hiện vẫn chưa rõ liệu biện pháp phòng ngừa này có liên quan đến các vụ việc ở Kursk hay không. Các vùng biên giới của Nga như Kursk, Bryansk hay Belgorod thường xuyên bị pháo kích và UAV tấn công kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Các quan chức Nga cáo buộc Kiev âm mưu bắn phá vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này, kể cả nhà máy hạt nhân. Cho đến nay, quân đội Ukraine mới nhận trách nhiệm dùng các phương tiện không người lái tập kích cầu Kerch ở bán đảo Crimea và một số mục tiêu quân sự khác của Moscow. Nga-Ukraine gia tăng tấn công ở khu vực biên giới. Ngày 20 tháng 8, Ukraine tố Nga tấn công 26 lần trong ngày 19 tháng 8 vào vùng Sumy. Nga cũng tố Ukraine triển khai drone vào vùng Kursk khiến 5 người bị thương. Sumy và Kursk nằm sát biên giới hai nước. Theo hãng tin AP ngày 20 tháng 8, phía Nga cáo buộc một máy bay không người lái drone của Ukraine đã tấn công vào thành phố Kursk ở phía Tây và làm bị thương 5 người. Theo thông tin ban đầu, drone đã bị đâm vào mái của một nhà ga, sau đó một đám cháy đã bùng phát. Thống đốc Roman Zarovoy viết trên Telegram, các mảnh kính vỡ từ vụ tấn công đã làm bị thương 5 người. Ông Zarovoy cho biết cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Vùng Kursk của Nga nằm sát Ukraine, trong đó thành phố Kursk cách biên giới Ukraine khoảng 90 km. Cùng ngày, hãng tin Pravda của Ukraine dẫn lời Bộ Chỉ huy quân sự vùng Sumy tố các lực lượng Nga triển khai tên lửa và bom cối tấn công vùng này 26 lần trong ngày 19 tháng 8, gây ra 248 vụ nổ. Theo Ukraine, súng phóng lựu AGS-17 của Nga đã gây ra 47 vụ nổ ở đơn vị hành chính vùng Velika Pasarivska trong vùng, làm hư hại một nhà dân. Ngoài ra, 19 quả bom cối của Nga cũng nhắm vào các đơn vị hành chính Krasnopolia. Hàng chục vụ nổ cũng đã được báo cáo từ các cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa đa nòng MLRS và pháo kích tự hành của Nga. Ukraine cũng cho biết Nga đã dùng một trực thăng để triển khai 17 tên lửa đối không tấn công đơn vị hành chính Khotyn, làm hư hại một nhà riêng và gây ra hỏa hoạn tại một ngôi nhà khác. Tại đơn vị hành chính Bilopilia, trực thăng của Nga cũng triển khai 3 tên lửa. Trong khu vực này, Ukraine cũng báo cáo 13 vụ nổ từ cuộc tấn công bằng súng phóng lựu AGS-17, 26 vụ nổ từ súng cối và 16 vụ nổ do pháo kích. Vùng Sumy nằm sát biên giới với Nga, giáp vùng Kursk và vùng Belgorod của Nga về phía đông. Gần đây, Ukraine liên tục tố cáo Nga triển khai nhiều cuộc tấn công ở vùng này.